hai con mình vừa nhốt nó vô trong cái này ở trên không ha. Nó trong cái này, cái hồ này nó hơi chặt so với cái thân của nó, nhưng mà mình để cho nó như này á, mình nuôi lên trên cái hồ như này á thì mình cho nó ăn rất là dễ dàng ha. Chứ mà ở xuống dưới á, thì nó ăn con nghe cá con, hay là nhiều khi nó không biết ăn nữa, nó không ăn được những con cá con đó thì mỗi ngày của nó tầm khoảng 2 ngày á, mình mấy con này thì mùa đông thì nó ăn rất là ít, mùa lạnh á, nên là nhưng mà 2 ngày á, mình cũng phải cho nó ăn một lần, mỗi lần nó cũng phải ăn khoảng 2-3 viên, 2-3 viên cái thức ăn dạng viên đó. Đây nè, giờ mình thử cho nó ăn coi nó có ăn không nha. Nó đang nhét đây nè, nó đang hoảng sợ đây, chặt này sợ nó không có ăn được. Đó, ăn đó. Mình cho nó ở trên không như này nó ăn nó dễ hơn nha. Nó lại lè ra đó. Nó có thể ăn no đó. Đấy, con này thì nó ăn nè. Đó. Con này sao nó lè ra. Cái con vàng á, bụng nó ăn no lắm. Hai con này mình mua cùng lúc. Ăn đi chứ không thôi, thức ăn này nó dạng viên của nó mau nở ra lắm, nở ra lại không ăn được nếu làm dơ cái hồ nước. Cho xuống dưới cho tổ cá nó ăn. Cho nó ăn cái viên khác à. Cái con màu vàng này nó bự này nè, nó mập lắm á, nó ăn tốt lắm á. Còn con màu trắng này nó dạo này nó không ăn ít á, nó ít ăn á, ăn nó lè ra nè, nuốt đi đó. Nuốt được rồi đó, ok. Mỗi lần cho nó ăn cực lắm. Nó mà không thích ăn rồi, nó ăn đã nè ra. Nè ra thì cái thức ăn nó lại, nó không có ấy, nó lại dơ. Nuốt rồi. Đó. Ăn đi mà có sức nha. Mình không có mua dạng những con cá cho nó ăn á. Bình thường mấy con này nó thích ăn những con cá con á. Một con á mình mua ngoài tiệm ấy, tầm khoảng 10 mấy yên, 20 yên một con á. Mà mình mua mỗi lần phải mấy chục con. Nó ăn rồi đó. Chưa gọi. Hả?
Hai con này nó dài ngang ngang như nhau nhưng mà nó mập hơn, con màu vàng nó mập hơn, cái bụng nó mập hơn. Nhìn cái chiều này nhìn nó đẹp lắm, nó giống như là những cái con rồng con á, tại vì nó có cái sừng á, nó có ba cái sừng hai bên này nè. Đó. Nhìn nó nếu mà nó không có giống, nó không có ba cái sừng đó thì nhìn thì nó lại giống con thằn lằn lắm, nó giống với con kỳ nhông á, mà được cái đặc biệt là nó có ba cái sừng ở ngay mang cá của nó đó, nên cái làm cho cái mã của nó rất là đẹp ha. Một lần chắc nó ăn vài viên à, hai ba viên là no à. Mình cho nó ăn nó lại lè ra. Nó không ăn nữa rồi. Thôi nó không ăn rồi, no rồi. Mỗi lần nó ăn tầm khoảng 3 viên thôi là được, không cần phải cho nó ăn nhiều. Đó, và đây là cái con này thì là con Ryushi ha. Nó là sao? Ryushi là cái màu nó màu hồng nhưng mà nó là mắt đen. Còn con Arubino á là nó cũng giống như màu như con này luôn, nhưng mà cái mắt của nó là mắt đỏ, gọi là Arubino. Còn con này thì là màu vàng, không nhầm lẫn đâu được ấy. Cái mắt nó cũng màu vàng luôn. Đây là mình quay trên từ trên xuống người xem này. Đó. Nhìn từ trên xuống thì nhìn nó giống y chang con thằn lằn đó. Đó. Mấy con này á, nó mà ăn được á thì nó sẽ tồn tại được, nó sẽ sống được, nó không có biết. Có nhiều bạn á hỏi mình mấy con này mà nó bơi nổi lên á, nó bơi nổi lên trên mặt nước á, thì mình cũng bó tay luôn, mình cũng nuôi vài con ở trước á, nó giống như là mình không có thay nước nó hay là nó đến cái nó bị cái gì đó mà sao không hiểu sao mà nó đã nổi lên trên mặt nước rồi là giống như những con cá đó, mà nó bơi nổi lên, bơi ngửa lên trên mặt nước là lúc đó là mình không có cứu vãn nó được nữa, là đến lúc mà nó phải đi rồi. Và cái hôm nay mình để lên trên này ha. Đấy. Nhốt hai con hai em ở trên này luôn, rất là chặt á, tại vì cái hồ này nó ngắn hơn cả cái người nó, mà cái đuôi của nó phải cong lại đó. Nên là để cho nó vài ngày, mình cũng có cái hồ dài đó, mà hồ dài mình để ngoài kia rồi, hồ này thì cũng được. Mình để trong đây á, thì mình cho mỗi lần cho nó ăn nó dễ, mà nên là mình không có nuôi chung với những cái con nuôi chung với cái hồ thủy sinh á, nuôi chung với á, thì nó mà ví dụ mình để quên nó 1 ngày 2 ngày gì đó thì nó không có thức ăn á là nó càn quét hết những cái con cá lê ông á. Những con cá đó thì nó vừa miệng của nó ăn, hay là những con tép nhỏ
nó hớp miệng cái là nó nuốt chửng một con tép tép cảnh của mình luôn, là rất là phí. Nên mình muốn nuôi những cái con này nên mình phải tách bệt nó ra, treo nó lơ lửng lên trên cái hồ bự như này, còn không thì mình phải nuôi riêng nó. Mấy con này thì cái da của nó có chất nhờn á, khi mà cái da của nó mà nó không có chất nhờn thì nó giống như là cá nó bị bung vảy, thì có thể nó đến lúc đó là nó không có tự bảo vệ cái cơ thể của nó được, nó sẽ chết á. Nên là cái chất nhờn của những cái con cá này trên cái lớp da của nó cũng rất cần thiết á. Nhiều người hỏi nó là thuộc dạng kỳ nhông á, nhưng mà nó là sống ở dưới nước thì nó là cá cảnh á, thì nó vẫn cũng phải thở bằng mang này, hai cái mang cá, nó có hai cái mang đó, nó thở, còn không nó cũng phải ngớp lên trên mặt nước nó tầm khoảng 2 3 phút hay là 5 6 phút gì đó, nó phải ngoi lên trên mặt nước nó lấy không khí một lần đấy. Và đây là hai cái con của mình, còn hai con nữa ở dưới mình để dưới dưới cái tủ này. Thường á, mình cũng mua trùng cho nó đó, trùng trùng đỏ cho nó ăn đó, để mai mình sẽ cho nó ăn những cái con trùng đỏ này như thế nào ha, nó có ăn được không, tại mình để dưới dưới mình cũng quan sát nó được á, nên là mình để lên trên đây á, mai mình sẽ gắp những cái con trùng đỏ để vô trong đây coi nó có ăn được không à. Không, nhiều khi mình treo lên như vậy ở trong cái hồ thủy sinh á, thì nói chung mình ngắm tép cũng có được nè, tép mình những con tép cảnh này cũng ngắm cũng được, hay những con cá chuột nè hay cá 7 màu nó còn trên ngoài đó ra thì nó có những cái con như con cá cảnh kỳ nhông này ha. Hai con này nói chung cái mã cũng rất là đẹp, mình cũng thích hai cái con này, một con thì nó màu hồng mắt đen, một con kia thì là màu vàng ha, cái sừng nó cũng màu vàng, từ trên xuống dưới là màu vàng luôn, mắt nó cũng màu vàng ha, cái viền mắt của nó cũng màu vàng á. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái hai con cá cảnh kỳ nhông này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những cái video tiếp theo. Bye bye.